Chào tất cả mọi người nhé. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cuốn Tân Giáo Trình Hán Ngữ. Trong bộ sách Tân Giáo Trình Hán Ngữ của Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiều Lục thì gồm có 3 tập, tập 1, tập 2 và tập 3. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về bài đầu tiên của giáo trình. Sách này thì các bạn có thể mua ở các hiệu sách, đặt mua các hiệu sách hoặc lên trên mạng Lazada đặt. Trong bài thứ nhất, mình sẽ tìm hiểu về bài 1. Thì tôi cũng xin nói sơ qua, khi mà học về phần Tân Giáo Trình Hán Ngữ sẽ bao gồm cả sách, cả bộ chọn bộ sách. Các bạn mua thì các bạn nên mua chọn một bộ sách và mua một cuốn từ điển. Một cuốn từ điển Hán Việt và Việt Hán 2 trong 1. Còn trong quá trình học có vấn đề thì các bạn có thể liên hệ với Zalo của số mình để mình sẽ gửi cái thông tin về chương trình học MP3 cho các bạn. Trong phần đầu tiên ấy, thì cũng xin giới thiệu các bạn là và phần từ mới, mình cũng xin giải thích luôn và phần từ mới. Từ thứ nhất là từ nỉ. Nỉ là bạn, anh, chị, ông, bà. Nỉ, 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 nỉ. Tiếp theo từ thứ hai, hảo, 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 tốt, khỏe. Đây là hình dung từ. Từ số 3 này, sân thị, sân thị, sân thị. Thân thể mình dịch là sức khỏe. Từ số 4 này, đây là trợ từ dùng ở cuối câu dùng để hỏi. Ma, ma, ma. Tiếp theo từ số 5, khẩn, khẩn, khẩn. Đây là phó từ chỉ mức độ rất. Tiếp theo từ số 6, xia xia, xia xia, xia xia, cảm ơn. Từ số 7 này, háo chiều, háo chiều. Tại sao lại 2 thanh 3 mà lại đọc là hảo? Khi 2 thanh 3 đi với nhau, hảo triệu này, này, viết là hảo triệu nhưng sao đọc là hảo triệu. Thì thanh thứ nhất có nghĩa thanh đầu tiên sẽ biến đổi thành thanh 2. Viết là hảo triệu nhưng mình sẽ đọc là hảo triệu nhé. Hảo triệu, hảo triệu. Tiếp theo từ số 8, pu, pu. Đây là phó từ, chữ mức độ. Phó từ mình dùng để trả lời, dứt khoát không, pu. Trả lời nhé, không. Còn từ ma này, đây là một trợ từ, cũng có nghĩa là không nhưng mà đặt thành câu hỏi, tạo thành câu hỏi. Tiếp theo từ số 9, chẹn, 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 gặp, gặp. Từ số 10, nưa, 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 trợ từ. Tiếp theo dĩa, 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 cũng, cũng. Từ số 12 này, zài jiàn, zài jiàn, zài jiàn, tạm biệt, zài jiàn, zài jiàn. Từ số 13 này, nín, nín, đây là một dạng kính trọng của nỉ đấy. Ngài, ông hay là bà, đây là một dạng kính trọng. Bình thường thì mình sẽ gọi là nỉ, nhưng mà khi mình dùng từ này sẽ là một từ rất là kính trọng, tôn trọng. Tiếp theo từ số 14, xuế sân, xuế sân, xuế sân, học sinh, xuế sân, xuế sân, học sinh. Từ số 15 này, ủa, 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 tôi, tôi. Từ số 16 này, sư, 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 là phải vâng. Từ số 17 này, lão sư, lão sư, lão sư. Từ số 18 này, tôi bù chỉ, tôi bù chỉ, tôi bù chỉ. Xin lỗi, xin lỗi. Tiếp theo danh từ riêng này, quáng, quáng, vương. Đây là vương, họ vương. Tiếp theo này, trang, trang, trang. Trương, họ Trương. Quáng nín,
Quán Nính Vương Ninh để tên người. Quán Nính Vương Ninh tên người. Phấn Trung Hội, Phấn Trung Hội, Phùng Trung Hội, Phùng Trung Hội. Đọc lại nhé. Nỉ Hảo Sân Thị Ma Hẳn Xie Xie Hảo Chiều Bù Chien Nơ Dịa Zài Chien Nín Xuế Sơ Ủa Sư Lào Sư Tôi Bù Chỉ Quán Trang Quán Nín Phấn Trung Hội. Tiếp theo bài hội thoại này. Quân hậu ý tả trao vụ. Hỏi và hỏi thăm và chào hỏi. Ní hảo. Ní hảo. Sân thí hảo ma. Hấn hảo. Xie xie. Xiao Wang. Ní hảo. Xiao Trang. Ní hảo. Hảo chiều bú chèn. Sân thí hảo ma. Hấn hảo. Nì nơ. Dì hấn hảo. Chài chèn. Chài chèn. Nín hảo. Ní hảo. Nì sư xuế sân ma. Sư. Wǒ shì Wǎng Nín. Wǒ shì Feng Zhong Hui. Nín shì Feng Lǎo Shì. Bù. Wǒ bú shì Feng Lǎo Shì. Wǒ shì Feng Lǎo Shì. Duì bù qǐ Feng Lǎo Shì. Đọc lại nhé. Ní hảo. Ní hảo. Sân thí hảo ma. Hẳn hảo. Xie xie. Xiao Wang ní hảo. Xiao Zhang ní hảo. Hảo chiều bú chèn. Sân thí hảo ma. Hẳn hảo. Nì nơ. Dì hẳn hảo. Zài chèn. Zài chèn. Nín hảo. Ní hảo, nì sư xuế sân ma? Sư, wǒ shì Wǎng Nín. Wǒ shì Feng Zhong Hui. Nín shì Feng Lǎo Shì? Bù, wǒ bú shì Feng Lǎo Shì. Wǒ shì Feng Lǎo Shì. Duì bù qǐ Feng Lǎo Shì. Phân dịch này. Ní hảo, có nghĩa là xin chào, chào bạn. Ní hảo. Chào bạn. Sân thí hảo ma? Bạn có khỏe không? Hấn hảo, xie xie. Rất khỏe, cảm ơn. Xiao Wang, ní hảo. Chào tiểu vương. Xiao Trang, ní hảo. Hảo chiều bú chèn, sân thí hảo ma? Chào tiểu trương. Rất lâu không gặp, bạn khỏe không? Hấn hảo, ní nơ. Rất khỏe, con bạn. Dìa hấn hảo. Cũng rất khỏe. Zài jiàn, tạm biệt. Zài jiàn, tạm biệt. Nín hảo. Chào thầy. Ní hảo. Mình xin lỗi. Nín hảo là chào ngài. Ní hảo. Chào bạn. Nǐ shì xuế sheng ma? Bạn là học sinh phải không? Shì, wǒ shì Wǎng Nín. Vâng, em là Vương Ninh. Wǒ shì Feng Zhong Hui. Tôi là Phùng Trung Hội. Nín sư Phân Lão Sư. Thầy là thầy Phong à? Bù. Wǒ bú shì Phân Lão Sư. Wǒ shì Phân Lão Sư. Không. Thầy không phải là thầy Phong. Thầy là thầy Phùng. Tôi bù chỉ Phân Lão Sư. Xin lỗi thầy Phùng. Tiếp theo này. Phân biệt âm này. Pí. Pí. Ta. Tha.